Vâng, chào bà con nhé. Đây thì hôm nay này anh em lại bới thử gốc sông và trồng được 10 tháng nhé bà con nhé. Đấy. Giờ đang bới này. Đấy. Đấy, củ to chưa? Mới được có 10 tháng nhé. Thế nhiều những cái bầu mà già rồi ấy, thì là về bà con mà xem ấy thì cái củ cũng đã như thế này rồi nhá. Thế nhiều cái củ gửi cho bà con đã được thế này rồi. Đấy, củ đấy, củ đừng núp rồi. Đấy, nhá. Đấy. 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 Đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đấy, chưa tính những củ con nhá. Đây mới đếm những cái củ to, được 9 củ. Đấy, đường kính rồi đã 1 phân trở lên. Đấy, con vườn sập này. Bà con trải nghiệm. Em về chất củi trong cây trước. À, chiếc ở đây tí sang cho xem. Ừ, thế được rồi.